Kênh Bất Sản Văn Trung xin kính chào quý vị. Hôm nay tôi đang đứng đây là khu vực xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nơi đây chúng tôi có một cái sản phẩm này, diện tích là 3.186 m. Đây khu dân cư. Con đường này nó chạy ra cái hướng của tỉnh lộ 329, khoảng cỡ một cây số quý vị nhé. Cái lô đất này nó có chiều ngang của mặt tiền đường này 30 m. 30 m thì nó sâu vào khoảng 100 m. Phía sau lưng đất của mình sẽ giáp một con suối và một cái hồ ở phía dưới quý vị nhé. Ở trên đất mình có trồng một cái số cây ăn trái như bơ này. Và cái cây này là cây trồng thêm một cái số cây phong thủy này. Đây là cây trác đỏ ha. Cây trác đỏ hay là còn gọi là cái cây gỗ quý nhất trong cái khu vực miền Nam mình ấy. Cây này người ta tính bằng ký nhá. Thì người ta đang trồng trên cái đất mình khá là nhiều cái cây trác đỏ này, khoảng cả 1.000 cây. Và ranh giới đất của mình là tới cái ngay cái trụ bê tông này. Đây, cùng quý vị cùng Văn Trung đi vào khảo sát cái phía trong này xem đất đai mình như thế nào nhé. Đất này thì nó giáp ranh với đất đỏ ha. Cái đất này nó nói chung cũng màu mỡ. Nó chỉ cách mình cỡ vài trăm, một vài chục mét thôi. Trên này thì lại đất là đất đỏ này. Còn ở đây thì mình đang là đất mỡ. Đất mỡ pha đen ấy. Đây, trên đây người ta có trồng bơ, cây trác đỏ khá là nhiều cây trác đỏ. Đây, như những cây trác đỏ này quý vị mua sở hữu được cái vườn gỗ trác đỏ này cũng là rất là tuyệt vời đấy. Bơ này thì nó đang bắt đầu cho ra trái đấy ha. Đây, trái bơ bắt đầu có trái rồi. Đằng dưới này có một cái hồ này. Dưới đây có một cái hồ này. Đấy, quý vị nào mà sở hữu cái lô đất này mà mình làm cái view nghỉ dưỡng thì nó quá tuyệt vời luôn. Hồ, cái của mình có hồ. Rồi tiếp giáp với một con suối phía dưới này nhé. Thì Văn Trung sẽ quay tận cảnh cho quý vị xem cái con suối này. Đây, có một cái cây cầu nó đi qua bên này. Con suối này khá là sâu ha. Con suối này nó vẫn còn đang mùa khô này mà khá là nhiều nước. Đây, tôi sẽ qua xem cái hồ này như thế nào. Hôm nay thì Văn Trung không được sử dụng cái gimbal cho nên nó cái video của mình nó chống rung quang học nhưng mà nó vẫn hơi rung lắc một xíu. Quý vị xem thì thông cảm nhé. Cái hồ này cũng khá là rộng đấy. Chạy dài mãi. Rồi, ok. Quý vị nào mà có nhu cầu sở hữu cái lô đất này thì liên hệ cho chúng tôi các số điện thoại trên. Sẽ để trên cái phần mô tả. Rồi, mến chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.